Xin chào anh em. Có nhiều anh em kêu phép quay chiếc AG15. Mà chiếc AG15 này thì phép nói với anh em một câu, anh em nghe là anh em hiểu. Nó không có gì để quay. Nó chỉ có một điểm duy nhất. Lỗi ở đây là nè. Này. Cái này là do ông chủ nó dựng cho đất nó lúng. Lúng là nó lật xuống cái gãy cái đầu này. Rồi ngoài ra là xong, mà xe này không chầy chụa, không một vết xước. À, đây chìa khóa hai cây đây, tôi lấy cho anh em coi. Anh em đừng chú ý chỗ này, chỗ để chìa khóa với anh em. 11 là có gì đi. Mất công lắm. Đây, chìa khóa hai chìa, xe mà chạy mới có là 4.000 mấy, 5.000 mấy gì đó phải, cũng nhớ rõ. Đây mới có 4.304 cây à. Có nhầm gì nó, nói chung là không có gì để quay thôi, có gì để quay chứ. Đây chạy chưa tăng sên, anh em xem cho thật là kỹ, chưa tăng sên đó, đuôi bọng rồi còn riêng nguyên bản hết, không có chế cháo chế chói hết đó. Biển số chi tôn lên. Không có gì, không có lỗi phải gì đây chứ. Đó, gương hậu ghi của nó đây còn đầy đủ rồi. Cái này là gặp ra gặp vô như ô tô nha anh em. Đó, anh em có thể gặp ra gặp vô như ô tô. Còn rất mới anh em. Nói chung còn rất mới. Nói với anh em hiểu ha. Bởi mép để em kẹt quay luôn đi. Chứ giờ nhà nó chặt quá trời dắt ra dắt vô. Đó, em giờ kính hết trơn. Không có gì mà để quay hết. Thì máy móc thì cần gì phải nghe nữa ha. Đô đô ở đây, mua xe ở đây là anh em đừng sợ cái đồng hồ này. Phép mua xe chuẩn mà anh em dòm cái sắt xe anh em biết rồi ha. Nó đâu có mà vỏ gai gió còn chi chít đây đó, anh em coi gai lông đó. Đó gai lông còn chi chít nè, vỏ còn dày cui đây. Chạy chưa tăng sên mà anh em, phép nói đâu có đó đàng hoàng. Đó, anh em dồn cái cốt đùm anh em biết, tăng sên phải mở cái cốt đùm này nha, mà cốt đùm nó thì chưa có dấu chạm luôn, quá mới, không có gì để quay hết. Anh em mà mua xe này, anh em rút sơ gỡ biển số ra chạy xe không về thì sớm ghiền của anh em không ai biết anh em mua xe cũ hết. Phép không có tìm ra cái lỗi nào ngoài cái tê thắng là mới gãy cái cùi ngoài này thôi. Rồi phép cũng có nói với nó sao gãy vậy, nó em dựng chân chống bị lúng lật xe rồi xong. Người ta người dân tộc mà ta thiệt tình này, chủ xe người dân tộc anh em, gì danh Minh Thu vậy đó, nói danh Thu Minh vậy đó, tên Minh đúng rồi, danh Thu Minh vậy đó. Đâu rồi cặp quẹt đâu rồi. Chờ chút thấy về cho nên coi. Phải anh em ơi, Châu Xuất Minh. Mình nhớ tên Minh mà mình cũng nhớ tên gì. Đó, để tắt máy đi. Nè. Tháng 11 2018 nè. Tháng 11 2018 nè, một địa chủ. Đó. Châu hả? Châu không có dấu ớ ta, Châu Xuất Minh. Đó. Anh em cứ yên tâm. Xe thiệt người thiệt. À, gặp này vô rồi để đi nó bá nè. Rồi vậy thôi, clip ngắn gọn thôi, xe thì không có gì để tả đâu, còn rất mới luôn. Dòm cái vỏ là hiểu rồi, gai lông chi chí đây, cốt đùm trước cốt đùm sau chưa có dấu mở. Rồi phép chốt giá 67 triệu, bao hồ sơ cho anh em nhiệt tình nhanh lẹ luôn nha anh em. Rồi mọi chi tiết
cần hình ảnh hay video video gì thêm đó thì cứ liên hệ số điện thoại hoặc là Zalo dưới phần mô tả. Rồi, phép Hương chào anh em.